Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mẫu túi mini hình chú heo xinh xắn cho bé như thế này. Các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn của mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc lên 3 mũi bín. Tại vòng tròn này mình sẽ móc vào đây là 15 mũi móc cáp. Sau đó mình sẽ kết lại bằng một mũi rời và mũi móc cáp đầu tiên. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng đầu tiên. Hàng số 2 thì mình cũng lên 3 mũi bín. Tại mỗi chân mũi này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc cáp. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc cáp. Và xong hàng số 2 này thì mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi rời và mũi móc cáp đầu tiên. Và như vậy là chúng ta sẽ có 30 mũi móc cáp. Hàng số 3 mình sẽ lên 3 mũi móc cáp. Tại chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây là một mũi móc cáp. Và chân mũi số 2 này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc cáp. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Sau hàng này mình sẽ có tổng cộng là 45 mũi móc cáp. Như vậy là mình đã kết thúc xong hàng số 3 sản phẩm và mình cũng sẽ kết hàng lại bằng một mũi rời. Hàng số 4 thì chúng ta bắt đầu móc lên phần tai của chú heo. Mình sẽ móc lên một mũi bín. Sau đó mình bỏ qua hai chân mũi này. Móc vào chân mũi số 3 này một mũi móc cáp. Hai mũi móc cáp. 3 mũi móc cáp và 4 mũi móc cáp.
Sau đó mình sẽ móc lên 3 mũi bính và một mũi dời ở xuống mũi móc cát số 4 này, tức là chúng ta móc một mũi bông dâu ở đây. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc xuống cái chân mũi này 4 mũi móc cát. Sau đó mình sẽ bỏ qua hai chân mũi này, móc vào chân mũi này một mũi móc, một mũi dời. Chúng ta sẽ móc tất cả đây là 7 mũi dời. Mình đã có mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Sau đó mình móc lên một mũi bính, lại bỏ qua hai chân mũi này, chúng ta móc tiếp vào đây là 4 mũi móc cát. Sau đó mình lại móc lên 3 mũi bính và một mũi dời. Tiếp tục lại móc 4 mũi móc cát. Và sau đó mình lại bỏ qua hai chân mũi, móc vào chân mũi bên cạnh một mũi dời. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc xong hàng số 4 của sản phẩm. Mình sẽ tiến hành cắt chỉ. Như vậy là mình đã làm xong cái phần mặt túi hình chú heo như thế này. Sau khi mình móc xong phần mặt của chú heo như thế này, tiếp theo mình sẽ móc phần mũi của chú heo. Chúng ta sẽ móc một dây móc xích gồm có 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó mình sẽ móc thêm 2 mũi nữa. Và quay lại móc vào mũi móc xích số 5 này, 1, 2 mũi nữa cát. Tại ba cái chân mũi tiếp theo này, mỗi chân mình sẽ móc vào đây là một mũi nữa cát. Tại chân mũi cuối cùng này, mình sẽ móc vào đây là 5 mũi nữa cát. Tiếp tục mình sẽ quay lại bên này, móc vào 3 chân mũi này, mỗi chân là một mũi nữa cát. Phần dây thừa này chúng ta sẽ kèm phía sau và móc vào luôn. Tiếp tục là mũi cuối cùng này, tức là cái chân mũi đầu tiên chúng ta khi nãy đã móc 2 mũi nữa cát. Tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 3 mũi nữa cát nữa. Và sau đó thì mình sẽ kết vào mũi nữa cát đầu tiên này một mũi dời. Và như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái phần mũi của chú heo. Chúng ta sẽ móc hai phần mặt, hai cái mũi như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành khâu thêm các đường ở mũi và mắt cho chú heo.
hoàn thiện hai cái mặt của chú heo như thế này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ ghép lại với nhau. Mình sẽ khâu từ bắt đầu phần từ dưới tai đến phần dưới tai này. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng kim khâu len để khâu hoặc là sử dụng mũi dời để nối hai phần tai là với nhau, hai phần mặt lại với nhau. Để móc phần dây ở trên túi thì mình sẽ móc một dây, mình sẽ móc một dây bín ở ngay phần chính giữa của phần đầu chú heo này. Chiều dài của sợi dây thì tùy các bạn thôi. Chúng ta thiết móc dài từng nào thì cũng được. Sau khi móc đủ độ dài chúng ta mong muốn thì mình sẽ nối vào cái phần chính giữa của cái mặt bên kia. Chúng ta sử dụng mũi dời. Để nối lại được một cái sợi dây như thế này. Ở đây cái túi này mình làm cho bé nhỏ chỉ để cầm tay thôi, cho nên mình làm sợi dây nó ngắn chứ không phải dài. Sau đó chúng ta sẽ quay lại sợi dây này và móc vào mỗi mũi này là một mũi dời. Với chiếc túi nhỏ xinh này thì chúng ta có thể đựng tiền lì xì cho bé, hoặc là khi chúng ta mang những bé nhỏ, bé sơ sinh ra ngoài thì có thể bỏ những củ tỏi chúng ta hay mang theo người ấy, cầm theo cho bé. Túi này các bạn được hay gọi là túi đựng tỏi đấy.
Các bạn tiếp tục móc như thế cho đến hết hàng. Đây là chiếc túi của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.